Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Thì hôm nay Cường xin phép và chia sẻ cho quý vị các bạn về một cái mẫu mặt bằng nhà vườn như quý vị các bạn nhé. Đây là một mẫu mặt bằng nhà vườn với diện tích xây dựng là 60m². Thì Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường xem cái mẫu công trình này, đúng không ạ? Trước tiên thì Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường xem video này để Cường xin phép và chia sẻ rất là kỹ cho quý vị các bạn ạ. Đây là một cái mẫu mặt bằng nhà vườn với cái diện tích là 160m². Đây là cái hình lục giác quý vị các bạn nhé. Thì Cường xin phép là Cường sẽ xử lý tô cái màu vào, cái màu công trình vào để cho quý vị và các bạn xem. Và cái tổng quan ấy, thì quý vị các bạn có thể thấy là đây là cái công trình mà đang chia thành 3 phòng ngủ nhé. Thì bên tường ngoài này thì Cường xin phép là sẽ sử dụng cái tường 220. Đó, cái tường 220 này thì thứ nhất là cái nhà, đối với những nhà cấp 4 ấy, những nhà vườn ấy quý vị bạn ạ, thì chúng ta sẽ xây những tường ngoài, hoặc là những, nếu mà gia chủ mà mong muốn làm tường trụ lực cái ấy thì chúng ta có thể xây tường 220. Đấy, nhưng mà bên ngoài ấy, thì ở Việt Nam chúng ta ấy, thì các cái tường ngoài này các bạn cũng nên xây 220 nhé các bạn nhé, vì đất nước nước ta để vào cái khí hậu rất là nóng, đúng không ạ? Đây tô vào, Cường xin phép tô cái đấy vào đó, đúng chưa ạ? Tô vào chúng ta sẽ dễ hình dung hơn. Công trình này là Cường làm cho nhà anh Hùng ở Đô Lương, Nghệ An nhé quý vị các bạn nhé. Đây là cái công trình với tổng diện tích là 160m². Thì là anh ấy mong muốn là làm cái công trình lần này là cái công trình lục giác. Tại sao lại làm lục bát giác? Tại sao lại làm bát giác? Bởi vì là anh ấy mong muốn là các cái hướng nhà cũng như là các cái hướng của anh ở trong phong thủy là đúng hết, đúng không ạ? Thì trong cái số phong thủy là số 8, là trong cái số 8 ấy, là nó thuộc hành thổ nhé quý vị bạn nhé, số 8 thuộc hành thổ. Thì trong cái số 8 thuộc hành thổ thì anh thuộc hành kim, mệnh kim nhé quý vị bạn nhé, rất là hợp với anh, đúng không ạ? Đó, đây đối với nhà thì có thể tường trong chúng ta có thể làm tường 220, nhưng mà nhà này thì cái khổ độ nó rất là rộng, khổ độ rộng. Cái thứ nhất là tường chịu lực là chính, không đủ trần quý vị bạn nhé. Đây, chúng ta có thể là dùng, đây là cái tường ở đầu giường này, quý vị bạn này, đúng không ạ? Đó, tường ở đầu giường, đối với giường thì chúng ta cần một cái tủ cái tường ở đầu giường cho nó ấy ạ. Đây thì Cường đã vừa tô cái mặt bằng vào rồi, đúng không ạ? Các bạn có thể thấy được. Còn là bây giờ thì Cường sẽ phép chia sẻ. Thứ nhất cái này là cái phòng sẽ là cái sảnh chính này quý vị bạn này. Đây là cái sảnh chính này. Đấy, sảnh này. Đấy, cái diện tích cái sảnh này rất là rộng, đúng không ạ? Và đây là cái phòng này, là phòng khách. Đấy, đây là phòng bếp. Và đây là phòng ngủ. Phòng ngủ 03. Được chưa? Còn sẽ làm lộ từ dưới này đã. Đấy. Đây là phòng ngủ 02. Anh thì mong muốn là 3 phòng ngủ. Đây là cái phòng phòng này phòng vệ sinh này. Đây là phòng vệ sinh chung cho 2 phòng ngủ này. Được chưa? Và đây là cái phòng ngủ master nhé các bạn nhé, phòng ngủ chính ấy, phòng ngủ 01 ạ. Ở trong tất cả các phòng này thì hiện nay là cái tổng diện tích của các phòng này là như các phòng cái bên cánh hông này, bên hông này 20m² các bạn này, đây là sau này là bằng 20m², đúng không ạ? S này bằng 20m². Cái phòng khách này đang rất là rộng quý vị các bạn nhé. Phòng khách này đang rất là rộng. Thì phòng khách này đang có diện tích là bằng 37m². Đó, và đây phòng thờ bên trong này
thì bình thường ấy, thì còn sẽ để cái diện tích cái mật độ xây dựng của nhà anh ấy là cái khu vực đấy đang yêu cầu là cái chỗ của nhà anh ấy chỉ được khoảng bao nhiêu phần trăm xây dựng thôi, thì cường sẽ thụt cái đoạn này vào, chứ bình thường là cường sẽ xây phẳng cái đoạn này như quý vị các bạn nhé. Thì cái diện tích phòng này là phòng thờ này, hiện nay là 6 m², chỉ để được một cái tủ 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 thờ to ấy. Đây là phòng thờ này là bằng 6 mét vuông quý vị các bạn nhé. Đó thì cái công năng sử dụng trong những cái ngôi nhà mà hình mà bát giác như này, thì cái việc đầu tiên ấy là các cái khi mà diện tích chúng ta kê đồ vào này là nó phải đủ để chúng ta kê được đồ và đủ các khoảng không không gian rộng, đúng không ạ? Thì các cái góc này, những cái góc này là 135 độ này, những cái góc chéo của các cái nhà này thì đây cái góc này là 135 độ này. Đó 135 độ, đúng chưa? Đấy cái góc này, góc 135 độ, đúng không ạ? Đó cường cũng xin phép là cường vẽ đo cái kích thước cho quý vị bạn xem, đúng chưa? Đấy, đây cho quý vị bạn hình dung dễ hơn. Thì cái để kê được cái đồ này, cái phòng bên trong này, phòng phòng này tổng diện tích là một diện tích của xây dựng của cái cả cái căn này là đang là 160 á, thì đây cường đã tính toán hết rồi. Ở đây cái kích thước của cái phòng này, cái phòng chính này là đang là 68 này quý vị bạn này. Đấy, từ cái cạnh này, từ tâm tường này ra đây là 6,8 mét này. Đó. Từ bên này sang bên này là 6,8 mét này quý vị bạn nhé. Còn cái phòng ngủ này thì lại ra tâm tường này, à, ra phủ bì bên tường sử dụng này là bằng 3,4 mét này. Đó. Đó, ok. 3,4 mét. Đúng chưa? Đó. Cửa vào cái sảnh đây, cửa vào sảnh. Thì anh đang mong muốn là làm cả cái công trình này sau cái phong cách kiến trúc là tân cổ điển. Là phòng vệ sinh thì cái diện tích cái phủ bì lần lòng bên trong là bằng 2,4 mét này. Đó, đúng không ạ? 2,4 mét. Sau cái đoạn này ra đây, từ đây ra đây này, nó đang là 1,5 mét này. Đúng chưa? Và cái đoạn này sau này cũng là 1,5 mét. Đây. Tính lần này. 1,5 mét. Đúng không ạ? Đó. Đây là cái khu vực phòng phòng bếp nha quý vị các bạn nhé. Thì cái giường ấy, cái giường ấy, thì chúng ta trước cái bàn bàn ăn ấy thì có thể phải kê như này. Đó. Kê này. Đây, và chúng ta sẽ hướng toàn bộ đây theo cái tâm này đó, hoặc là chúng ta sẽ kê ra cái phần này, cái gì ra ngoài này, kê kê ở đây, kê ra phần đằng trước này, vì chỗ này là sẽ dính cái cửa này, nó lại còn chưa nhìn rõ này. Đó thì chúng ta phải kê ra ngoài này, đúng chưa? Và cái giải bếp chúng ta sẽ chạy xung quanh đây đó, giải chạy bên này đó thì là nó sẽ phù hợp hơn. Đó lúc này còn kê sai như quý vị các bạn nhé. Đó và tiếp theo ấy, thì là cái đối với những công trình như này ấy, thì là các cái phòng này là luôn đúng với phong thủy, là do là anh mong muốn này, là vì là không sai cái phòng nào mà sai phong thủy của anh cả, tức là đầu giường tọa đâu, là các cái hướng như thế nào, là anh khi muốn tránh cái hướng phong thủy đó là anh làm như vậy, anh mong muốn làm như vậy. Còn bậc lên đây nên là 3 bậc như các bạn nhé. Đó sẽ chính 3 bậc. Thì xung quanh các cái công trình này là đang mong muốn anh long mong muốn là làm là theo cái phong cách kiến trúc là tân cổ điển, đúng không ạ? Thì là có thể là cái đầu cột này bên ngoài này chúng ta sẽ đắp những cái đầu cột, đây đắp những cái đầu cột, đắp những cái đầu cột, cái gờ cột vào cột vào đây sẽ rất là đẹp nhé. Thì cường đang sơ phát cho quý bạn xem. Đấy, rất đẹp luôn. Bên đây đắp những cái đầu cột vào đây. Đó, đúng không ạ? Cái đầu cột này đắp vào. Đó, ở trong này đắp những đầu cột vào đây. Đấy, cường vẽ tạo bằng phương án. Đó, được chưa? Và trong cái không gian bên trong này, ví dụ như cái góc bên trong này cũng đắp những cái phào cột, những cái đầu cột để trang trí ra sao cho đẹp. Thì đây cường sẽ thử ví dụ cho quý bạn xem là nhìn từ hướng này vào này. Ví dụ nhìn vào hướng này, cạnh này. Nhìn từ hướng cạnh này, chúng ta có những cái đầu cột nó ở đoạn này, chẳng hạn những cái vòm trang trí ở đây. Đấy. Vòm trang trí là này như nào? Đấy, xong rồi treo những khung tranh ánh sáng là sao, thì đây cũng sẽ mô phỏng cho quý bạn xem luôn. Đây cũng sẽ vẽ bên bên này nhé cho quý bạn xem hướng đây,
nhìn thấy bên này vào, có thể là đây chuẩn bị cần xây cao lên, trên nó thành hình vòng, bên này những cái đầu cột này. Đó, đây là những cái đầu cột, đây là những cái cột này. Đó. Bên này cũng là cái cột này. Giả sử thế. Được chưa? Đó, cái đầu cột ra như thế nào. Và đây là cái vòng. Thì bên này có thể là chúng ta có thể là đắp những cái phào cong ra sao để cho cái công trình của mình nó đẹp hơn. Đó, hay như thế nào đấy. Cho cái hình thức kiến trúc tân cổ điển nên là Cường đang sơ phác bằng tay nhé. Sau khi mà lên cái mô hình máy thì rất là đẹp. Đó, có thể là bên trong này các bạn có thể là làm những cái giả cửa bằng cái phào chạy xung quanh. Đấy, thì trong quá trình mà lên ý tưởng hay là cái đấy thì Cường sẽ cân đối lại, cân đo đong đếm các cái tỷ lệ sao cho nó phù hợp cho các bạn. Nên nhiều bạn có hỏi Cường là thế cái bên này trong này này, trong này cái đoạn đoạn thẳng này có thể là các bạn có thể làm cong, làm những họa tiết hoa văn cong dán vào đây. Đấy, đây là công trình khi lên nó rất là đẹp, đúng không ạ? Đây là cái cột này. Đấy, các bạn có hỏi Cường là trong cái công trình ấy thì là cái chiều cao trần nó là bao nhiêu, hay là cái chiều cao các cái tỷ lệ các phòng là như nào, thì đối với từng cái phòng ấy, thì chúng ta sẽ có những cái chiều cao và cái tỷ lệ khác nhau, đúng không ạ? Ví dụ như là đối với không gian cái phòng khách này rất là rộng này, thì chúng ta phải cần là có những cái không gian cái chiều cao nó rất là cao, như là lên 4,5 m, vì cái cả không gian này rất là rộng, 37 m, cạnh các cạnh góc rất là rộng, ví dụ như là 3,9 m, bên trong phòng này chỉ tầm 3,3 m thôi đấy, ví dụ thế. Còn những nhà cao tầng thì cái không gian nó sẽ hẹp hơn chẳng hạn, hay tùy vào cái không gian nó sinh ra. Nếu mà chúng ta làm thấp quá đấy, chúng ta làm mà thấp quá đây, cùng vẽ cho mô phỏng các bạn xem. Giờ cái không gian như này mà cái nhà nó bé nó hẹp mà chúng ta làm thấp quá thì nó sẽ sinh ra áp chế không gian, không gian nó sẽ rất là hẹp, đúng không ạ? Đó, rất là rẻ là hẹp. Thế nhưng mà cái chiều cao này nó rất là hẹp này đấy, nếu mà khi mà ngôi nhà mà nó không gian nó nhỏ mà chúng ta lại làm nó cao quá, nó vổng lên thì nó trông như cái hố ấy, đúng không ạ? Đấy, nên là khi mà kiến trúc sư vẽ thì sẽ đưa ra được cái hình thức như cái tỷ lệ cho công trình. Thì đây cái hướng mặt bằng nhìn lên này thì các bạn có thể thấy được là đây là cái mái vòm như thế. Thì cao khi mà lên cái mặt cắt của cái công trình ấy, đúng không ạ? Ví dụ như lên cái mặt cắt của cái công trình thì Cường sẽ mô phỏng cho quý vị bạn xem, quý vị bạn sẽ hình dung. Đây Cường sẽ đặt luôn đây, đúng không ạ? Cường sẽ mô phỏng. Đây là ví dụ như là Cường cắt trực tiếp qua cái lớp cái đoạn này nhé, ví dụ bạn nhé. Đây Cường đặt đây, Cường sẽ mô phỏng cho quý vị bạn xem. Cắt qua đây, ví dụ đây Cường vẽ bằng tay luôn ạ. Đó, đây đúng không ạ? Cắt qua đây. Đó. Rồi bây giờ là đây là cái nền này. Bây giờ thì chúng ta sẽ lên cái chúng ta sẽ đi lên trên trần. Đây Cường sẽ dùng màu xanh này đi cho nó sinh động. Đúng không ạ? Đây, khi lên ấy, ví dụ như cái nhà cao 3,8 m thì cái nhà này sẽ như này. Đây tường đây, đây là một cái tường này. Tiếp theo này, đây là một cái tường nữa này, đây là cái khung bên trong này nó sẽ cao hơn. Đúng chưa? Đây cái khung này là nó đến đây là đến đoạn này này, các bạn này, đến đoạn này. Đấy nhé các bạn nhé. Đó. Thì cái tỷ lệ là mình đưa ra đấy, đúng chưa? Đó. Thì cái mái của công trình của mình ấy, cái mái của công trình của mình ấy. Rồi, khớp rồi. Cái mái của công trình của mình ấy, thì là nó sẽ đua ra bên ngoài này. Đây nó sẽ đua ra bên ngoài này. Đấy. Đấy. Nó đua ra bên ngoài này. Và giả dụ lên đây. Đây là Cường sẽ mô phỏng trên cái mặt cắt. Đó, đây. Nó sẽ đua xuống dưới này. Đấy, đua ra đây thì khoảng này này chúng ta có thể là nó sẽ đua ra tùy vào chúng ta ấy. Chúng ta sẽ đưa ra các khoảng khác nhau, nhưng mà anh muốn là cái bồn hoa nó chạy xung quanh, bồn cây hoa nó chạy xung quanh, nó chạy đoạn này.
cái bồn hoa nó chạy xung quanh đoạn này, thế nên là, bồn hoa và các thứ chạy xung quanh cái đoạn này có thể chúng ta sẽ làm nó rộng hơn, đúng không ạ, rộng hơn. Và khi mà lên cái mái bên trên này, quý vị các bạn nhé, cái mái bên trên này thì có thể là đây nó sẽ cao hơn một chút, đúng không ạ, đấy, nó cao hơn một chút lên đây. Đấy, nhưng mà nó một là chúng ta sẽ làm lập xòe ra, và chúng ta để những cái không gian, cái giải pháp bên trên cái hông này nó hở ra để sao ạ, để làm cho cái khí, cái đối lưu khí là nó sẽ chạy, tức là như nào, nghĩa là cái gió, ví dụ đây là cái cửa này, cửa sổ cường mở ra đây, đây cửa sổ cường sẽ, ví dụ như cửa sổ có các cái không thông gió này chạy qua đây, cửa sổ đến đây chẳng hạn, thế này đúng chưa, các cửa các thứ trần đến đây, ở đây này mở lên thì đây là cái tường này, ví dụ đây là cái tường mà cũng có cửa mở rồi nhé quý vị nhé. Đó thì cái gió khi mà đi là nó sẽ vào và nó sẽ vòng lên đây. Đấy, nó vòng lên, nó đối lưu không khí, nó chạy lên trên này, nó sẽ làm cho cái công trình của mình sẽ rất là mát các bạn nhé. Vào đây nó đi ra bên ngoài này. Đấy, nó rất là mát. Và cái hình thức ấy thì là sau khi mà sơ phát của đưa ra giải pháp xong thì bên cường sẽ đưa ra cái hình thức làm sao cho nó tốt và nó đúng, nó đẹp cũng với chủ đầu tư các bạn nhé. Đó, đây là cái phương án mà cường đang sơ phát lên cho quý vị bạn xem và cường phân tích. Bởi vì là khi mà quý vị bạn mà thuê một bộ hồ sơ để thiết kế một bộ hồ sơ bản vẽ thì là kiến trúc sư sẽ lên cái hình thức, cái công năng cũng như đưa ra cái giải pháp kiến trúc cho quý vị bạn là làm sao cho cái công trình của quý vị bạn là sẽ tốt nhất và đẹp nhất đấy, và mát, là thông thoáng, tiết kiệm cái vật tư, cái chi phí, đúng không ạ. Đấy thì là vừa rồi thì đấy cường là sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái mặt bằng cái ngôi nhà mà bát giác này để cho quý vị và các bạn xem, quý vị và các bạn biết đó, đúng không ạ. Để các bạn nào mà chưa đăng ký kênh Cường, Cường xin mời quý vị các bạn hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ Cường. Thì trong những cái video tới là các tối từ 19:45 thì Cường xin phép chia sẻ những cái video về những cái công trình của công ty Cường đang tư vấn thiết kế. Hiện nay thì Cường đang tư vấn thiết kế trên toàn quốc nhé, thì có đội ngũ kiến trúc sư rất là hùng hậu, cũng như là cái độ khảo sát ở trên toàn quốc. Nên quý vị các bạn có thể là bạn nào mà có nhu cầu mà tư vấn thiết kế thì có các bạn phải liên hệ trực tiếp Cường qua cái số điện thoại ở dưới phần mô tả 0946486379 thì Cường sẽ trực tiếp mà thiết kế tư vấn cho quý vị và các bạn để có một cái công trình đẹp và như ý nhất nhé quý vị bạn nhé. Và bây giờ thì Cường xin phép và Cường kết thúc video tại đây, và Cường xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo ạ. Cường xin chào ạ.